Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Rồi bây giờ tiếp theo chương trình là cái phát biểu của một cái số bệnh nhân mà đã thực hiện theo phương pháp dưỡng sinh có hiệu quả. Người phát biểu đầu tiên là thầy Viên Phước. Thầy Viên Phước là người thầy đã xuất gia ở chùa Long Hương cách đây đã nhiều năm. Đây là một cái người mang quốc tịch Úc và đã bị bệnh rất là nặng và đã chữa thành công và cuối cùng về chùa Long Hương cạo đầu luôn. mời thầy phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên kính bạch sư phụ, kính bạch các chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị Phật tử và các bạn. Con tên Dương Nguyên Sơn, pháp danh Viên Phước, được sư phụ cho thấy pháp xuất gia và đặt tên là Viên Phước. Con được sư phụ cho xuất gia, con rất là trân trọng và ghi ơn. Con xin nói sơ về tiểu sử của con là con là dược di dân qua Úc lúc 14 tuổi, năm nay con 41 tuổi. Con sống ở Úc được 25 năm. Giống như sư phụ nói thì con đã bị bệnh khối u não và giống như là cũng gần rất nặng và con chữa theo tây y và không có kết quả. Thì nhân duyên lành con gặp được phương pháp dưỡng sinh của sư phụ, thì con được sự hướng dẫn của sư phụ và chữa trị theo phương pháp này và có được kết quả tốt. Con xin chia sẻ lại và con muốn dành giây phút này để tri ân lên. Hôm nay là ngày lễ chỗ tổ của tiên sinh Osawa. Con xin dâng hết trọn tấm lòng thành của mình lên tiên sinh Osawa, người đã cứu cuộc đời của con, vì con đã chết giống như là một người đã chết một lần. Và mô Phật. Và con cảm ơn sư phụ đã con gặp được sư phụ là một cái trong cuộc đời của con. Đây là một cái giây phút, một cái dấu ấn mà thay đổi cuộc đời của con. Con hiện tại thì được sư phụ cho xuất gia và tu học ở nơi này. Con rất là trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này thì căn bệnh của con rất là khối u não thì không còn giống như là hoạt động như xưa nữa. Sức khỏe được rất tốt. Con xin chia sẻ những kinh nghiệm này đến tất cả cộng đồng, đặc biệt là những người ở nơi xứ xa. Nếu mà có những người bạn nào mà muốn có những căn bệnh không thể chữa trị bằng tây y được thì nên liên lạc về chùa và gặp sư phụ đây để qua sự hướng dẫn đặc biệt của sư phụ để tìm cách chữa trị thân và tâm. Và con rất cảm ơn đất nước Việt Nam là nơi con sinh ra, và tuy là con di dân qua nước ngoài nhưng lúc nào cũng hướng về Việt Nam, nơi mà con sinh ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một người mà cách đây khoảng 4 năm quý vị đã thấy có một lần phát biểu trong cái dịp lễ tiên sinh rồi á. Thì bệnh án của thầy này là cách đây 4-5 năm về trước là bác sĩ Úc đã tuyên bố là trong vòng 3 tháng sẽ mất. Nhưng bây giờ đã sống tới giờ này thành một vị thầy. Nhưng mà không biết bữa nay sao thầy khốp, thầy không có kể được nhiều. Kỳ trước thầy kể rất là nhiều.
được sử dụng trị bằng tất cả những y học hiện đại mà bệnh tình vẫn còn. Lúc đó cặp mắt nó lồi ra chứ không có thụt vô như bây giờ. Mỗi một cơn đau là con mắt nó thấy nó muốn ra ngoài đó. Và hành hạ một giai đoạn rất là dài. Thì sau khi trị phương pháp dưỡng sinh nó ổn định cũng được mấy năm rồi. Thì trở về trở lại bên Úc. Và trong năm vừa qua thầy quay trở về Việt Nam là thầy xin xuất gia ở đây. Ha ha ha, 问什么的说